Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023. Được biết là một số địa phương sẽ cho học sinh nghỉ tới 14 ngày. Theo đó, học sinh ở thủ đô Hà Nội sẽ được nghỉ Tết một tuần từ thứ Bảy là từ ngày 29 tháng 1 đến năm 2022 đến hết ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 2, 2022. Tương tự, ngày 7 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam ban hành công văn thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đối với học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh được nghỉ Tết từ ngày 18 tháng 1, 2023, tức là ngày 27 tháng Chạp âm lịch, đến hết ngày 29 tháng 1, 2023, tức ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của học sinh trên địa bàn của tỉnh Đồng An, Long An, Trà Vinh và Sóc Trăng đều là 14 ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2023, 25 tháng Chạp âm lịch, cho đến hết ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức là vào mùng 8 tháng Giêng âm lịch.